第251天, ngày 251. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Quả thực đúng là hơi dài, mặc lên sẽ có vẻ chân ngắn. 确实有点长, 穿上会显腿短. Chuyện 实 有 点 长 穿 上 会 显 腿 短 确实有点长 穿上会显腿短 确实有点长, 穿上会显腿短. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Không cần cố đi ôn tập từ mới và bài khóa cái gì cả. Bú dùng cơ y chú phụ xí sân xứ hứa cơ vấn sớm đợ. Đi giày cao gót thật mỏi chân. Chân cao gân xía chân lầy chảo. Không rõ lắm. Bú thải chinh chủ. Thảm quá à. Khó chán à. Đi thang máy lên trên. Dùa điện thi sang chữ. Tuyệt đối. Chế tuổi. Để đâu? Phẳng nả. Tận mắt nhìn thấy. Chi nhìn khan diện. Đầu tiên. Sầu xiên. Nhìn dáng vẻ, trông có vẻ. Khai nhạc dự. Sẽ chịu thoải mái. Su phủ. Lên người. Sẵng sân. Liệu có trông béo hay không? Huệ bú huệ xén phẳng. Vừa lựa chọn. Căng theo. Sẽ trông chân ngắn. Huệ xiển thuế toán.